快点接吧。那。快点接点。好啊，够够呀。ชูมังกรบนไตเอ้ยเดี๋ยวไปถ้าหน่อยจะพี่เอาจะเอาจะเอาแต่ซาลาเอาเอ้ยไปเด้ชูรอนแจ้งเลยชูแม่ย่าHello, Boto. Ma, go nhà rồi đây em. Thấy chị vừa gọi chú quản mang rồi, em không có nhà để ở nhà rồi. Mang nó mang cái à? Không biết ông hình rồi. Chị đấy chị gọi lại, trời ơi, mang 5 cái đậu làm gì? Ông này. Ôi, quản chị ở đây. Chào chú Dưỡng nha. Để chú biết. Ê, cũng không có gì. Tao để mang được 5 cái chú Dưỡng ơi. Đây là phố đi xem người. Mua quà chú. Mua mới thật. Sáng. Đây mua là tạo. Được rồi nhé. Mai làm cái mang rồi nhé. Cái này mua là không đặt cho cô. Thay mà đúng cho cô. Mỗi người đấy. Xin chào chị Hoa nha. Mai 5:30 ông mang ra. Mai 5:30 ông mang ra nha. Lên mai 5:30 mang ra. Đang ngồi. Cảm cái ai đây đó nha. Mai 5:30. Bây giờ mình đi qua bên kia tí nha. Đi qua chỗ trong người này. Đông lắm này. Làm mấy chú Dương ạ. Nó đi chơi nản nản. Chị Hoa ơi, vui ơi là vui luôn. Sông hôi. Oui, mais Manny, vous m'envoyez des messages pour me dire où vous êtes. On n'aura pas de faire. One spit, it's horrible. Sí, no, no, para. One spit, it's horrible. Look at the paper. Even 30 or 100 to leave, are you there? I'm not a photo. I still don't really understand why that's so much. Vâng, em đang phát trực tiếp. Nhưng mà không chắc được.
ไปเถอะก็เราไม่สิกเยอะโตไงที่ผมไม่เจอยะEm lại vừa nạp vào rồi. Thế để mày nạp. Mới dám à? Không. Mua tiền. Mua 3 ngày. 3 tiền. Mua 3 ngày 15.000 hết rồi em lại mua 3 ngày 30.000. Mua được quà đi em ơi. Nhà cái này. Xem phố cổ Hội An đẹp không? Đây nữa không? Đây nhà ăn đấy.
ไอ้หลานเจ้าได้กันจริงๆเลยทอดไปโอ้ยไปเลยไปเอาเลยร้านไหนเชี่ยมที่ไหนเนี่ยมามาดิจ้ะโอ้ยเท่ลำเราhôm nào về có ăn chè sầu không để mua về. Chào Nguyên nha. Bây giờ mình đi nữa không? Quay đi, quay đi. Cô lại nha, cô lại nha. Đây. Chị chào Nghi. Vào 7:30 nhá mà. Ừ. Thế bảo đi đến 7:30 mà. Nhưng mà lạ rồi. Mới 6:30 đã đòi về. Cứ đi từ từ thôi. Sáu rưỡi đi thì nó cũng chỉ thế này thì không hơn cả. Cứ đi cho nó hết. Mai vào đi được nữa đâu mà. Chân bác dài thế mà bác kêu mỏi. Thôi đi thế cho nó biết thôi. Tất cả nó có chỉ có thế này thôi. Không phải cái gì. Chào cả nhà nha. Tắt máy à. Đông lắm.